chạy đi anh. Đứng chạy đi anh. Toàn bắn chim thôi. Em tưởng anh rồi. Anh không biết em đã em order bên phải nhá. Bên nào cũng nhận. Chả biết cái hướng nào. Em đứng gần gần rồi lấy đà sang chạy. Đá đây. Đây nó phải đánh cho ba rồi. Được không giờ? Chú cho đá. Chạy đi anh, chú chạy đi. Bắt vào. Em bắt cái này mua thôi. Thầy xuống từ dưới hàng nhặt bóng. Chuyển căng chân lên, chuyển chân như này này. Đá được nghỉ này. Chắc chân lên. Đấy. Đá quá thì khai nhận. Anh nhờ. Quay lần này. Đấy em mà chưa đội ra đá thì không mệt bằng này được. Chết vào bạn chết mình luôn. Bạn chết đi để mình mang lại chùa Lén Hương. Đưa anh ơi, đưa anh ơi, bây giờ nhá. Hai người nào mà không ăn không ghi bàn là chúng đẩy nhá. Hoàng ơi, em đến nhá. Hoàng ơi. Hoàng ơi. Ngồi ngồi này. Anh ơi. Em nào em bảo này. Bây giờ nhá. Hai người nào không ăn ấy, không ghi bàn chúng đẩy. Chủ chắc đấy. Em đến. Em đến nhá. Ai mà sống không đủ chạy hai vòng. Đá chậm thôi nhỉ, làm chậm thôi. Anh em xếp hàng, anh em xếp hàng. Đấy, thằng Vi bảo ra cái ngồi này. Ok, là bây giờ. À, tập trung nào. Em không biết mọi người đá nào. Là em bị chửi mà. Ừ thôi đấy. Kịp không? Phải. Đó, đó, đó. Anh em đang cố gắng rồi. Anh ơi, xuống đi nào. Được rồi. Được rồi. Gôn để vào chúng 7 nhá. Gôn để vào chúng 7. Gôn để vào chúng 7 nhá. Chỉ tay luôn. Đấy, chỉ tay luôn để em biết. Đấy, thôi thì tôi chuyển khó đây. Đá đi, đi. Đi. Quay lên, quay lên, quay lên. Quay lên, đá vào chết một cái mất cơ đấy. Chạy tầm như làm bao đấy. Thành chuyên mạnh vào. Rồi, coi cho ăn thôi ấy. Phương đâu nhỉ? Ồ. Chuyền đi. Khoái nhá. Đã biết chuyền. Bóng. Đã tập sức đi. Lóng lên ơi, lóng ơi. Quyền ơi. Anh Hiệp, chạy đi. Anh Hiệp. Chạy đi. Ê,
Đá bên nào? Đá bên nào? Đá cắt vào, anh chạy cắt vào. Đâu? Chạy đi, huy huy. Đá bên này mà. Vừa bên này vừa trông đẩy. Đá đi huy, chạy đi. Ngon chưa? Đá đi. Em chưa cho ngon lại đi. Quả sao em đây anh trai á? Đi. Đứng đây. Ra đứng ngoài sao đứng đấy? Đi đâu? Đúng rồi, cứ đi. Đâu đây? Có cái gì đâu đây? Và biên chuyển mạnh lên. Ui giời ơi. Ai biên tạt mạnh vào. Ra ngoài sân trống. Chưa. Ê, hai biên tạt mạnh vào. Đá lại đá thôi em ơi. À, mạnh chân lên. Đá phòng mới. Tốt nhỉ. Em ơi, tiền 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 Em đi chạy đấy rồi, cho anh chạy đâu. Em chạy mà. Chạy đi. Chắc luôn. Quay lại luôn đi. Vẫn là sảng nha. Đứng đấy đi mà tìm. Ra ngoài sân đúng rồi. Bắt đầu quen bài rồi đấy. Anh cũng đấy. Đây. Cứ chạy đi. Quay lại đi em ơi. Quay lại. Vào cũng vẫn chống đẩy. Bạn kia. Vậy luôn anh ơi, ra ngoài sân. Tạt cái hiệp mà. Hiệp nào á? Không phải đâu. Bóng ngắt nào. Quay lại. Chạy đi. Bên nào? Đi vào. Chạy đi.
của em. Đúng rồi, cắn vào. Không ăn được. Ôi giời. Máu ơi. Cho một quả nữa, bèo lấy bóng chặt kia đá. Cho một quả bóng. Thế này được bóng anh em ơi. Anh trước đá mà. Chạy luôn, chạy luôn. Em ơi, cho bóng vào đi. Rồi, đúng rồi. Thì đát, thì đát. Cho một quả, đứng rồi, đứng rồi. Chống đẩy bên ra, bên ngoài, chống đẩy anh ơi. Được. Đấy đi. Bổ thích bổ hay là chết? Chết. Chết đó. Cháy. Anh Dương ơi. Chút vào đi kì. Đúng rồi. Tiếp vào người ơi. Được. Bắt ra em ơi. Bắt người chưa? Chuẩn bị chạy đây, chuẩn bị chạy đây. Chạy chạy, chạy đi. Ok. Bóng 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 này nhá. Từ từ em ơi, đợi bóng này đã. Đi phải. Đây phát này. Ok, vắng. Rồi đây đây. Chia ra trang ra chạy cho anh quả. Đây à. Chưa. Chạy ra. 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 Chạy ra